Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Phạm Minh Hoàng, CEO của thương hiệu vận hành nhà hàng Pamiha. Trong 10 năm kinh nghiệm vận hành nhà hàng chuyên nghiệp của tôi thì tôi đã giúp rất nhiều nhà hàng tại thị trường Việt Nam kinh doanh thành công. Và hầu hết trong số đó thì họ đều dẫn đầu ở cái thị trường họ đang cạnh tranh. Nếu anh chị là chủ doanh nghiệp của những kinh doanh về nhà hàng, khách sạn, resort thì hãy liên hệ với tôi, bởi vì tôi sẽ giúp các anh chị tìm ra phương án và đồng hành cùng anh chị để các anh chị có thể dẫn đầu tại thị trường mà các anh chị đang kinh doanh. Tôi là Phạm Minh Hoàng, CEO của thương hiệu vận hành nhà hàng Pamiha.